con, hãy đi cướp vũ khí của Trung Chuối về đây cho ta. Quân lại, thưa chủ nhân. Này, để khách nhau ơi, không biết có hạt tiêu của tao đi đâu không? Ô hay, em gái mày, chứ không phải em gái tao đâu, mà mày hỏi tao. Này, vừa ngủ dậy, mong thấy nó đâu rồi. Hạt tiêu, hạt tiêu, hạt tiêu. Này, thôi, cứ đi đi, chờ gì tí nữa nó chẳng lại theo. Ôi ôi, không phải gì, ngươi xuống đây làm gì đấy? Đúng rồi đấy, mà từ mai nhé, đừng có dọa người vậy. Thật, đúng tìm. Hôm nay ta được thiên giới cử xuống đây để giúp các ngươi đấy. Ủa, cái gì? Ngươi giúp bọn ta á? Này, ngươi không phá bọn ta là bọn ta đã cảm ơn ngươi rồi. Mà bọn ta có La Cha rồi, cần gì đến ngươi? La Cha đang bị virus, đang dưỡng thương ở trên thiên giới kia kìa. Ôi trời ơi. Nếu không có không cần ta thì thôi, ta đi về. Ê, bọn ta. Sao? Cái gì? Hạt tiêu nhà ta bị virus á? Thế mày với tao lại ăn một đấy. Ôi trời ơi. Này, tụi bọn ta phải đi test không? Không cần đâu, virus này của Na Cha không lây nhiễm được. Mà này, các người có cần ta hay không? Nó không thể để ta đi. Ồ, như thế là không đời đấy. Mày ơi, mày cười vui thế. Hạt tiêu ta bị virus đấy. Tao bị đâu? Mà được rồi, ngươi đi theo bọn ta cho nó vui. Đúng rồi, chứ đi trên đường có mỗi mày với tao, chả làm quần. Các người mời ta không có một chút thành tâm nào cả. Ta đi đây. Ê khoan, nhìn đây. Đấy, cái kẹo mút siêu to. Chưa. Đấy, thành tâm chưa? Thế cho ta đi. Đây đây. Chỉ của tao à? Không sao, không biết gì đâu. Tướng quân cá mập! Tướng quân cá mập! Phù thủy, người gọi ta có việc gì? Ta đã sai lũ baby sắc đi cướp vũ khí của Trung Chuối. Chúng ta vẫn chưa yên tâm. Ý của chủ nhân là bảo em đi theo chỉ đạo cái lũ cá mập con à? Đúng vậy, nghe đi và mang vũ khí của Trung Chuối về đây cho ta. Vâng ạ. Này, sao cái kiểu mút này không có vị gì? Hả? Hay là ta bị mất vị giác rồi? Này, tránh xa, nó đeo khẩu trang vào, sát khuẩn. Nhưng mà chuyện của ta mà. À đúng rồi. Cái kiểu mút này là một kiểu mút rất là đặc biệt. Nó không có mùi vị, dành cho những người giảm cân mà có thể mút mãi đến cuối đời không mòn. Bộc phát. Thế thôi, ta giả cho người này. Ta về ta mua kẹo mút bé, ta ăn còn ngon hơn. Kẹo mút gì to mà không mùi không vị, chả thêm ăn đâu. Các bạn này, các bạn thì thôi, thì giả đây. Thế thôi, đi. Này, Trung Chuối với Thành Ngáo, tại sao ở trên cạn lại có cá mập thế? Ta nghĩ đây là yêu thú đấy. Ê, này, tao nhìn thấy nó dễ thương mà. Này, vậy chắc đu 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 đu, vậy chắc đu đu đu, vậy vì sao? Ôi, ta đã bỏ mày rồi. Ya, ya. Ôi, chạy, ôi, chạy, chạy, chạy. Hai đứa cẩn thận đấy nhá. Ừ, ta biết rồi. Ya. Này, ta bảo ngươi nhá, ngươi mà không tránh xa ta ra nhá, tôi chung ngươi thành cắm một lúa bây giờ. Không chịu đuổi cho người nữa. Nô đi. Chém ta đây. Thành Ngáo, Trung Chuối, đi rồi. Các ngươi định chạy à? Ai? Kẻ nào? Kẻ nào bỏ ra đây?
Ta ở đây. Ngươi là ai? Tại sao cản đường bọn ta? Ta là Sắc Công, thủ lĩnh của lũ Baby Sắc. Ta đến đây để cướp chiếc ô của ngươi. Muốn lấy được chiếc ô này, ngươi phải thắng ta trước đã. Lôi đỉnh. Hai người đừng nghĩ gì nè, chúng ta vào tay nhanh em. Các người tưởng ta chỉ có một mình à? Bởi vì sao? Mọi người cẩn thận. Tướng quân Cá Mập làm tốt lắm. Chúng chuối, vũ khí của người sẽ thuộc về ta. Cái ô của ta đâu? Ta biết. Ô của ngươi đây. Mình xin. Ô của ta. Chú chuối, con mỗi cái ô không giữ được. Tại ngươi ấy bảo xuống giúp bọn ta mà chả giúp được cái gì. Bây giờ ta không có ô thì làm sao mà đánh bọn chúng lấy lại cái ô được? Cái ô trong tay của ngươi làm sao ta giúp được? Sức mạnh của ngươi nhiều lắm rồi mà. Nhưng mà ô của ngươi gặp thôi. Cãi nhau mai. Nhìn thế này. Mày bắt được con Cá Mập này thì liên quan gì đến cái ô của tao? Ủa này, sao hôm nay mày dốt thế? Thì bây giờ nha, tao thả nó đi, mình đi theo nó, nó đến hang động là được. Thì tìm được hang ổ bọn chúng, nhưng mà lấy sức mạnh nào mà đấu với bọn chúng hả? Cái đấy thì tao chưa nghĩ ra. Ai hốt thì mà mày nhi nghĩ là cách gì chưa? Nếu mà sức mạnh của bọn chúng mạnh như thế thì chúng ta phải dùng gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà nó là như thế nào? Bây giờ nhá, ta sẽ dùng phép thuật để copy skin laser của con Cá Mập này. Xong rồi chúng mình sẽ đến hang ổ của chúng nó. Ngươi làm đi. Thanh Áo, đưa con Cá Mập ra. Đây. Copy này. Paste. Ai hốt thì mà. Copy. Paste này. Copy. Paste này. Đúng rồi đấy. Đó rồi. Thả ra, đó đi. Thả ra. Đây. Đi. Chị Yên, ô của người đây. Tướng quân Cá Mập, người làm tốt lắm. Lần này ta sẽ ban thưởng cho người. Cảm ơn chủ nhân. Hết việc rồi, em đi đây. Có chiếc cô sức mạnh này, ta sẽ là bá chủ thiên hạ. May rồi. Chắc là không phải rồi. Tên cầm thương đâu rồi? Tên cầm thương đâu rồi? Ra đây! Ra đây nhìn! Khôi thua rồi. Ê chuối, hay là để tao ra tay quậy tung cái chỗ này lên. Đúng rồi, quậy lên, quậy tung lên. Hãy xem tin laser của ta đây. Kẻ nào dám xâm chiếm địa bàn của ta? Ra đây, mau ra đây. Ta tưởng ai? Hóa ra là các ngươi à? U Thủy, hóa ra là ngươi à? Mau trả chiếc ô nhanh lên. Ngươi đừng có mơ. Ta con của ta. Cá Mập à? Ngươi tưởng mình ngươi có tin là gì à? Ta không có. Các ngươi lấy tin là gì ở đâu ấy? Chuyện gì khó, có Hồng Hành như ta lo. Thành Áo, bắn nó con kia đi. Ok. Các người. Sao? Ngươi giải chiếc ô cho ta không? Nếu không, ta sẽ cho ngươi thành phu thủy nướng. Ai hốt thì mà. Ta không ngờ các ngươi lại có thể sao chép laser của ta. Trả ngươi này. Đấy, thế phải ngoan không? Trở về. Đấy, công lớn hôm nay thuộc về ta đấy. Nên bây giờ hai người làm một kẻ mũ thật cho ta. Được, công nhận là ngươi cũng có ích đấy. Được rồi, hôm nay ta sẽ mời ngươi ăn kẹo mút thả ga luôn. Tuyệt kia, hôm nay ta tha cho ngươi. Tuyệt đi. Ta sẽ còn quay trở lại. Thôi, chúng ta đi. Đi mua kẹo mút. Đúng, rồi. Đi.